Xin chào các bạn, một tuần thì có 7 ngày và ngày nào thì cũng chơi game. Và hôm nay mình sẽ chơi cho các bạn game Moto Hero. Thì đây là một tựa game mà đi xe kiểu off-road ở trên điện thoại di động. Thì với cái tựa game này thì các bạn sẽ trở thành một người đi xe máy thiện nghệ và các bạn có thể đi trên những cái cung đường rất là khó, đúng cái chất off-road của nó luôn. Thì đây chính là giao diện main game. Trong giao diện này các bạn sẽ có những gì? Đầu tiên là phía bên này thì sẽ có phần hút máu của nhà phát hành. Thì phần này mình sẽ không tính. Phía trên thì các bạn sẽ có lượng tiền và cái lượng sao mà các bạn đã vượt qua. Còn phía bên phải này thì các bạn sẽ có cái bảng điểm setting. Ở phần setting này thì cũng không có nhiều điều mà chúng ta cần quan tâm lắm. Cái điều duy nhất các bạn cần quan tâm đó phần setup control ở đây. Thì các bạn có thể thay đổi những cái vị trí này sao cho nó phù hợp với cái tay các bạn nhất, cỡ tay các bạn. Thì mình cũng giới thiệu luôn ở đây những phím này có chức năng gì. Đầu tiên là phím item này thì nó sẽ sử dụng trong game mà những cái màn mà các bạn có những cái item sử dụng thì nó sẽ sử dụng bằng cái phím này. Hai phím này sẽ để kiểu bốc đầu và bốc đuôi. Còn đây là hai phím tăng tốc hoặc giảm tốc của chiếc xe của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành vào chơi. Ở dưới này các bạn cũng có những cái phần nữa xếp hạng, get score, tức là những cái mà mất tiền không nên vào. Upgrade thì trong phần này các bạn có thể up xe của mình lên độ xe ngon nhất, đi cho sướng, đi chuẩn hơn. Thì vào chơi đấy các bạn sẽ có phần bảng điểm bên này, chơi kiểu one shot, một shot. Mình không thích one shot nên mình sẽ chơi bên này. Đó, vào đây thì các bạn sẽ có những cái màn, ví dụ màn sa mạc này. Đó, rất là nhiều màn chơi. Thì mình sẽ vào thử một màn cho các bạn xem. Đâu? Chế cho nhanh. Thôi chơi cái màn nào chơi rồi cho nó bài. Đây. Rồi. Đây chính là nhiệm vụ các bạn. Sao cho phải đạt được cái mốc này thì các bạn mới được bao nhiêu sao đấy. Thì đây là chúng ta tiến hành vào chơi luôn. Thì game không cho chúng ta nhiều thời gian để tiến hành nói mà các bạn cần phải làm ngay. Thì đây chính là cái cách chơi của nó. Các bạn sẽ phải ấn phím này để chiếc xe chúng ta tăng tốc hoặc ấn phím lùi để chiếc xe giảm tốc. Sau đó thì vận dụng linh hoạt hai phím bên tay trái của các bạn để sao cho mà chiếc xe chúng ta đi một cách về đích nhanh nhất và sớm nhất, cũng như là giết những thằng kia. Thì với cái tựa game này thì nhà phát hành đã cung cấp cho chúng ta một cái hệ thống âm thanh khá là chân thực khi mà tiếng xe các bạn gầm rú rất là thích. Ngoài ra thì cái hiệu ứng vật lý của game cũng rất là hay, với cái kiểu vỡ gỗ hay là chiếc xe của các bạn nếu mà lao lên các bạn thấy là khi mà rơi xuống chẳng hạn đó, thì nó có độ nún và độ nảy nhất định. Và tuy nhiên là thì với những cái ví dụ các bạn lật xe chẳng hạn thì nó sẽ không theo kiểu bị chết như nhiều cái loại, nhiều thể loại đi xe địa hình khác, mà nó sẽ theo kiểu là đó, xe vẫn tiếp tục thoải mái và gần như bạn chẳng bao giờ chết cả, chỉ có là bạn về đích sau thôi. Thì với cái tựa game này thì khi các bạn chơi thì mới bắt đầu các bạn sẽ thấy là có một cái nhân vật nó chạy trước chúng ta, đó chính là cái kiểu bot hoặc là cái bóng ma chúng ta chạy lần trước. Thì để sao cho mà các bạn có thể tính toán hợp lý nhất cũng như là biết là mình đang ở đâu và mình cần đi như thế nào, thì các bạn hãy nhìn vào cái bóng phía trước thì các bạn sẽ thấy là cái lần trước chúng ta đạt được là bao nhiêu và lần này chúng ta cần phải cố gắng hơn và sử dụng những cái kiểu kỹ năng nhà combo nhà cho hợp lý mà có thể thắng được nó. Ví dụ đây mình có tận 3 cái bóng đang chạy rất là hay. Thì với cá nhân mình đánh giá thì đây là một tựa game mà giải trí cũng như là đua xe địa hình rất là thú vị mà nhẹ, với bất kỳ máy nào các bạn có thể chơi một cách ổn định. Ngoài ra thì trong cái game này thì mình chưa thử nhiều phần upgrade bởi vì mình chưa có tiền. Và hy vọng là các bạn có thể up cái xe của mình lên sao cho độ ngon nhất để có thể phá đảo được game này, bởi vì game này đúng chơi trên hòn đảo luôn. Rồi, bài giới thiệu game Moto Hero của mình đến đây hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, một tuần thì có 7 ngày và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái game trên Android, đó game Lost Toy.